Hello, xin chào tất cả quý vị khán thính giả trong kênh của Susan Trần Duet đây. Hôm nay là ở Mỹ là tối chủ nhật. Rồi chắc là quý vị ở bên Việt Nam nó cũng là buổi sáng thứ hai. Giờ này chắc quý vị đã dậy chuẩn bị đi làm. Thì mới coi chương trình football của tiểu bang. Mới ngưng football ở trong tiểu bang của mình thì là được thắng, rất là vui. Thì tối hôm nay chủ đề mình sẽ nói về kẻ phản quốc đánh kẻ phản động để cho quý vị thấy được là cái tình hình chiến sự sẽ đến bao giờ kết thúc. Đáng ra nhẽ ra mình cũng không nói đâu. Thế nhưng mà sáng nay thấy một cái trên mạng á, tất cả dồn dập đổ dồn vào cái chương trình mà Nguyễn Phương Hằng nói về là đả kích về phản động tại Việt Nam. Tức là chụp mũ phản động. Tôi sợ quá. Tôi sợ buổi này rồi ở Việt Nam vẫn còn phản động, không biết phản động này để làm cái gì. Ok, chắc là quý vị cũng coi rồi. Sáng nay thì là cái show mà tôi thấy rằng là chắc là Phương Hằng coi làm tối hôm qua, ngồi với luật sư Quân, rồi chị ngồi chị khóc quá trời khóc mà tôi cười quá trời là cười luôn. Thế mới công nhận là đạo diễn hay hơn là chương trình mà Thách Thức Dân những danh hài luôn. Không biết là và khóc quá trời rồi hát karaoke tay đôi với luật sư Quân, rồi vừa hát được vài câu xong rồi khóc hu hu, rồi Quân đưa cho nàng những miếng giấy lau nước mắt. Thì khi mà Phương Hằng lau nước mắt tự nhiên tôi mới nhìn thấy, tôi mới bức xúc, tôi nói tôi hôm nay tôi nói chính ra tôi cũng chẳng muốn nói về Phương Hằng gì nhiều quá rồi. Nhưng mà tôi thấy gào lên rồi là nói là vì dân vì nước, tại sao giờ phút này là khổ sở rồi khóc lóc. Tôi đã nói con đường này sẽ đến cái kết cục là phản động đánh phản quốc đánh phản động. Nên là chỉ có từ từ đó để chụp nhau, chụp mũ nhau cho nó nặng ký về chính trị hơn là hình sự. Nếu mà hình sự thì là chỉ là cãi nhau đánh nhau hoặc là dân sự là lường gạt đủ thứ thôi, còn đánh nhau chụp mũ nhau là bằng phản động, nó là thuộc về là hình là chính trị rồi. Cho nên có chiêu đó chơi hoài, Việt Nam cứ chụp mũ chính trị là bắt đầu là không còn cửa nào, cứ chụp mũ để đánh người ta thôi, nó quen rồi chụp mũ người rồi. Cho nên là sáng nay tôi thấy nó nói một câu như vậy là tôi mới bức xúc ra. Cái điều thứ nhất đó, hôm nay tôi nói với quý vị ạ, tại sao nó giang giảng ra. Nó nói là nó vì dân vì nước, 97 triệu dân vì nước. Quý vị có ai đồng ý nó không? Nó có giúp được quý vị cái gì không? Hay là nó chỉ gào lên thôi. Nó gào lên để nó ngồi nó nói khơi khơi cả 9 tháng nay rồi. Nhưng mà có một điều mà tôi bức xúc nhất. Đó là luật sư nhà báo Hàn Ni. Quý vị coi hai kênh, một kênh là Nguyễn Phương Hằng, một kênh là của Hàn Ni, thì quý vị tự mình phán xét được cái nào đúng cái nào sai. Hàn Ni là một người có ăn có học, được mệnh danh là bông hồng thép, là một người phụ nữ có tiếng nói. Mà khi bắt đầu mà sự việc xảy ra, Hàn Ni chỉ cho mọi người biết cái cách nào nó thuộc về hình sự, cái cách nào là dân sự, cái bộ luật nào nó nằm trong số bao nhiêu. Chỉ bảo cho dân để dân biết cách nào để làm. Nó quay ra nó chụp mũ. Nó chụp mũ là ý là Hàn Ni là chỉ đường cho người dân biết. Đúng là người dân phải cảm ơn Hàn Ni. Cảm ơn quá trời luôn. Tại vì đúng ra quý vị chưa bao giờ có nhiều người bị về vấn đề mà hình sự hay là dân sự rồi phải đóng tiền luật sư. Một luật sư người ta học ra biết bao nhiêu năm người ta mới thành tài là một luật sư, công của gia đình bỏ ra rất nhiều,
mới thành thành đạt được. Mà Hàn Ni đưa hết tất cả những cái trang nào nằm ở bộ luật mấy để chỉ cho quý vị biết, mà người dân phải cần biết. Quý vị sống ở trên một cái đất nước là phải cần biết cái pháp luật. Cái pháp luật của nó là bảo vệ về cái gì? Chứ không phải là cứ nói là pháp luật như người thực thi pháp luật có đúng hay không? Thì quý vị phải cần cái gì? Đó là phải cần luật sư bảo trợ cho mình. Cho nên là Hàn Ni đã đưa cho quý vị học được tất cả những cái đó, mà quý vị phải copy lại để coi lại cái bộ luật đó nằm ở trong như thế nào. Mà tại sao Phương Hằng lại đánh triệt để đường đến cùng với Hàn Ni? Là vì con đường Phương Hằng đi sai. Kêu người ta rồi sao kê như bản thân mà cái quỹ Hằng ấy cũng đó bất hợp pháp. Mà khi Hàn Ni chỉ ra thì nổi điên đổi đoá lên, cả vú lấp miệng em, không muốn cho mọi người biết. Thế thì quý vị ngồi đi, bây giờ hôm nay tôi ngồi tôi thống kê cho quý vị coi. Khi mà Phương Hằng ngồi xô, Phương Hằng tuyên bố một câu: công ty hữu hạn một mình tao, tao không cần luật sư, tao không cần pháp luật, tao là pháp luật, tao là luật sư, tao nói nên những cái gì tao muốn nói. Mà tao đã nói chúng mày là chúng mày không có đường chạy. Tao chỉ vào đứa nào là đứa chỉ có đường chết thôi. Dễ sợ luôn. Một lời đanh thép, một lời chụp mũ, một lời vu khống. Một lần trên cuộc đời tôi nói thật, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào mà nham hiểm như Nguyễn Phương Hằng. Nham hiểm, quá nham hiểm. Nếu mà Nguyễn Phương Hằng mà là giỏi như vậy, không cần pháp luật, một mình tôi chiến đấu cho vì dân, tôi yêu dân, yêu nước, thì ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đó làm gì? Nguyễn Phú Trọng 80 mấy tuổi ngồi ở trên đó làm gì? Thì bà lên, bà đưa lên đi. Tôi bác Trọng ơi, bác già rồi, bác xuống đi để con lên con thay bác. Con mặc áo đầm, con ngồi lên ghế, khỏi cần mặc quần slip, con ngồi lên trên, con làm cho dân, cho nước. Chứ bác ngồi ở trên nó hoài, bác đâu có làm được cái gì. Thấy không? Hoặc là thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân đi, làm một quốc hội đi, giỏi quá mà. Còn hay hơn nữa là thay thế cho Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cái mỏ của Nguyễn Phương Hằng mà ngồi nói Bộ Ngoại giao Việt Nam là Trung Quốc nó cũng phải nể một phần nào. Chỉ cần tuyên bố mà chúng tôi hoàn toàn phê phán đường lối Trung Quốc đã vi phạm lãnh thổ của Việt Nam, mang tàu sang Việt Nam, rồi là đụng tàu của những người dân đánh cá vùng biển, làm chết người. Chúng tôi hoàn toàn phản đối. Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền, vi phạm lãnh thổ của Việt Nam. Đó, cái giọng mà lanh lảnh như vậy đó là ăn tiền. Đúng là ăn tiền. Ngồi đó chửi giết như vậy thôi, là đó mới là cứu dân cứu nước. Đó là mới là vì đồng bào. Đó, những việc làm như vậy đó, toan to mồm như con vẹt đó, quét quét cứ quét nói mà toan chụp vào những người mà người ta không nói được, cậy trừ từ trên xuống dưới, rồi coi là một mình Phương Hằng là gọi là hoàn toàn chủ động, gọi là công việc của Phương Hằng làm chủ tịch nước cũng được này, làm quốc hội cũng được, làm bộ ngoại giao cũng được này, rồi làm về bên trường học cũng được, dạy các em học sinh này, cuộc sống tình yêu đam mê này, làm đĩ đam mê này, rồi là dạy cách nào cho các em sau này làm người trở thành giang hồ này, đi đến đâu là đánh đến đó này, rồi về học thức này, chỉ các em là như thế nào này, dạy ngay từ mầm mống này đó, rồi về y học, về nhân học, về cách làm mẹ, cách làm tình, tất tần tật. Khỏi cần các bộ trưởng, các ban ngành gì của Việt Nam, Hằng nhận hết trách nhiệm. Hằng tuyên bố Hằng nhận hết trách nhiệm. Nếu mà vì dân vì nước, thật sự mà nói, để người dân ủng hộ đến cùng, xin đơn ông, kêu ông Trọng từ chức đi, nhảy mẹ lên trên ngồi đi, mặc cái váy, khỏi cần mặc quần slip, kéo mẹ cái váy lô kéo lên, đứng ngồi nói trên show, tôi là chủ tịch nước Việt Nam này, đứng Bộ Ngoại giao này, đứng lên nói này.
ta, hoặc là chửi những cái tàu mà xâm chiếm biển đảo của Việt Nam này. Đó. Ra giả cái mỏ đó, chửi cho nó chết luôn. Toàn dân ủng hộ, tôi bảo đảm toàn dân ủng hộ. Đó, cái việc làm là việc làm vậy mới là toàn dân. Chứ bây giờ anh ngồi anh đánh dân cho anh ủng hộ gì dân? Cái hình ảnh của Nguyễn Phương Hằng chửi tất cả mọi người, những người nào không ưa là phản động. Phản động ở đâu? Bằng chứng đâu? Lừa đảo, ăn tiền thiện nguyện, tiền thiện nguyện ở đâu? Hải ngoại người ta gửi về. Phương Hằng cho đồng nào không? Cho nên đánh tráo khái niệm, quý vị nghe cho nó kỹ đi. Đánh tráo khái niệm, toàn vơ tất cả mọi người vào dòng họ nhà mình. Tôi 97 triệu dân. Quý vị coi đi. Đó. Nhưng không bao giờ mà to mồm chửi những người làm sai, ban lãnh đạo làm sai. Bây giờ mọi ban chính quyền Việt Nam tại Bình Dương, tại thành phố Sài Gòn không trị được Hằng vì Hằng đã cho ăn tiền rồi, đâu có dám trị. Thế bây giờ ngồi ra giả suốt ngày vì dân, mà dân được cái gì? Dân không cứu được một đồng nào. Rồi mọi người bên hải ngoại nghĩ là tôi cho 200 tỷ để tôi cứu bên Trung, thì mọi người tưởng rằng Hằng cho rồi. Thế là dân hải ngoại người ta đâu gửi về nữa đâu. Rồi mấy ông Trung ương Đảng bảo là Nguyễn Phương Hằng Đại Nam cho 200 tỷ rồi, chắc là gửi cho mạnh mặt trận Tổ quốc ở miền Trung rồi. Thế là mọi người không gửi. Nhưng mà tất cả miền Trung không ai được nhận đồng nào. Không ai nhận được đồng nào cả. Vậy Phương Hằng làm cái gì? Tại sao cứ vơ 97 triệu dân vào đây? Rồi cái hình ảnh của người dân Việt Nam ở trên toàn thế giới này, đó là phá hoại đất nước, làm suy yếu đồi trụy một cái dân tộc Việt Nam từ xưa nay. 4.000 năm lịch sử của Việt Nam, người của đàn bà, người đàn bà đã làm phá hết hình tượng đẹp của Việt Nam. Và bây giờ quý vị chờ cái gì? Chính quyền không giải quyết. Bây giờ chỉ Phương Hằng chỉ chửi mãi, xong đến cái lúc nào đó, là đến cái giờ nào đó, là hết đường rồi. Là Phương Hằng bắt đầu ngày hôm nay rồi này. Ngày hôm nay ngồi khóc rồi. Khóc hú hú, tại sao tôi vì dân, vì nước, tại sao mà lại mời tôi? Tôi đã biết con đường này rồi. Đường này rồi. Đường này bây giờ chụp mũ mấy ông kia mà xuống mà mò đến. Tại sao lại bắt tôi? Thế này đó, nó vào con đường như vậy. Quý vị nghĩ đi, nó vào con đường như vậy. Nhưng mà trước khi nó dãy dụa, nó cũng làm cho người ta, nó khóc, nó nghĩ nó tủi thân. Nó có biết là bao nhiêu tháng nay nó làm cho gia đình, các gia đình không? Người ta bị mất đi một cái sự uy tín, người ta bị mất đi một cái sự làm ăn. Rồi tất cả mọi cái, quý vị đi làm về, quý vị mệt nhọc là vị cần cái gì? Cần giải trí. Bóng đá, truyền hình, phim, tiếng hát, chương trình hài, đó là giải trí để cho quý vị xả cái stress một ngày đi làm. Nhưng mà Phương Hằng không cho quý vị cái đó. Quý vị tuyên bố rằng là khỏi phải coi cái bọn giới nghệ sĩ. Phương Hằng tự biên tự biến đứng nhảy cái bài gì mà tay vuốt lên mà nhảy còng còng, giống tôi tưởng giống là như là con ếch mà đốt đuốc đi cái người rừng người tiền phu đốt đuốc đi vào rừng bắt ếch à? Giống y như trang như vậy luôn. Cái bà hát hay như vậy, cái bà hát của Ấn Độ người ta rất là romantic mà bà làm bẩn đi cái hình tượng đứng lên mái nhảy. Rồi bà làm tất cả những cái hình tượng nó không giống cái gì của một đất nước Việt Nam. Thì những nhà lãnh đạo ngồi đó có biết đi một ngày bà chửi dân xô đó là một cái ngày mà sỉ nhục một cái đất nước không? Bà làm hại người dân không? Quý vị thấy không? Nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Bà chửi hết. Bây giờ cái hình tượng của quý vị sang đây, quý vị đại diện cho đất nước Việt Nam, rồi tất cả từ hải ngoại, người Việt Kiều, rồi người Việt, rồi người Mỹ, người ta nói thí dụ là ở người Mỹ đi, người ta nhìn thấy hình ảnh đó, ông này sang đây này, quý vị ơi, đây này, để một đất nước là cái Nguyễn Phương Hằng nó chửi này, đó, nó chửi không làm được việc gì, đủ thứ, tất cả nó ghi vào những cái hình ảnh video đó.
ở Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ này có làm gì cho nhân dân được không? Mà để cho dân đến giờ phút này ngồi nghe con này nó moi móc, nó chửi toàn chục mũ, nó chửi những người mà nó không thích là may là phản động, may là phản động. Cho nên tôi nói là Phương Hằng là phản quốc, đánh kẻ phản động. Phản quốc nó ghê gớm lắm quý vị ạ. Phản quốc là nó phản lại đất nước, phản lại dân tộc. Nó phản quốc để nó tìm một cái cách nào để nó, thí dụ như nó tìm là Trung Quốc tốt đẹp hơn, là nó phản lại đất nước. Đó. Nó đã quốc tịch Việt Nam, bây giờ nó xô lên là quốc tịch đảo Síp, rồi nó ở Việt Nam bây giờ nó dùng cái quốc tịch gì? Nếu mà quốc tịch đảo Síp nó không có quyền ngồi cái ghế này nó nói chửi, nó nói. À, mà nó quốc tịch Việt Nam nó ngồi lên nó cũng không có quyền để nó sỉ nhục người dân, sỉ nhục những người tốt. Nó vu khống tất cả mọi cái, bao nhiêu đơn từ để kiện đến phút này không ai giải quyết. Thế chính phủ Việt Nam rồi, rồi ăn lương của người dân rồi giải quyết cái gì, làm cái gì? Cha làm cái gì? Có một cái vụ của Nguyễn Văn Hằng thôi làm không được. Thế làm cái gì? Thế bây giờ nó chửi tất cả người dân, 97 triệu dân, tôi vì dân. Bây giờ quý vị, mọi người cầm cái phone bấm lên live stream. Tôi không nằm trong là 97 triệu dân mà bà ủng hộ cho tôi, bà giúp cho tôi, bà lo cho gia đình tôi. Nhà nhà đều đưa lên cái live stream đó. Phản bác lại. Người người, nhà nhà, cả nước đều cùng nhau như vậy. Thì xem chính phủ ở trong ở trung ương, ở ngoài có vào giải quyết không? Tại vì bây giờ ở Bình Dương, công an Bình Dương, mấy ông lớn á, công an thành hồ thành phố Sài Gòn không giải quyết, không đệ trình cái đơn đưa ra ngoài trung ương thì là làm sao trung ương vào đây? Thế nó cứ ngồi nó cứ gào lên. Tại nó có hai bên hỗ trợ cho nó rồi. Đó, hai bên hỗ trợ cho nó rồi. Thế là nó có quyền nó ngồi nó nói, nó chửi, nó chửi. Thế bao giờ mà nhận được cái đơn từ ở cái phía Nam này mà gửi ra Trung ương á, thì Trung ương mới sai người vào làm việc. Cái hệ thống của nó là như vậy. Theo tôi biết là hệ thống của nó làm như vậy. Thế thì gặp nó nói ngày hôm nay nó mở lên, nó khóc là tôi vì dân, vì nước là lần cuối cùng dãy chết. Vẫn dãy chết. Khóc rồi là luật sư Quân đưa cái miếng giấy để lau mặt. Nó làm nghề hề và nó hề rẻ tiền. Thí dụ người ta khóc, người ta đau thương, còn bà khóc là cả nước cười. Tôi nói thật, cả nước cười, từ đó con nít nó cũng cười. Nó có cái xúc động gì đâu. Khi nó khóc, nó có nghĩ rằng là nó gieo rắc bao nhiêu cái đau thương cho người ta không? Năm chú tiểu, 4 tuổi thôi. Mà có sự thông minh, quá là thông minh. Một cái IQ rất là giỏi. Nó gọi là thần đồng. Nếu mà ở quốc gia nước ngoài như là Mỹ này, người ta đào tạo từ lúc tuổi đó để cho nó đi cao hơn bằng cái trường riêng của nó. Người ta rất ủng hộ với đứa trẻ đó. 5 đứa trẻ mà 4 tuổi, 5 tuổi mà đứng ra, mà tôi coi cái bao công á, mà tôi coi mà phát tâm á, tôi coi đến 30 lần mà tôi mê. Nói câu nào ra câu đó, chỗ nào dừng chỗ nào gầm. Một đứa bé 4 tuổi nó là một nhân tài, một thần đồng, mà không biết vì sao nó nghe cái thằng 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 thằng, thằng gì Thanh Tùng hay thằng gì đó, không biết là cái thằng con của ông Thanh Tùng là thằng gì đó, lên nhận làm cha mới đủ thứ, nó lên pha nó làm như là nó biết hết rồi. Đủ thứ, cái công việc nào nó cũng vơ hết. Nó không nhường cho bất cứ một người nào ở ở Việt Nam phải làm, các ban ngành ở Việt Nam phải làm. Nó làm hết. Nhà báo, truyền hình nó cũng làm, YouTube nó cũng làm, thay luôn. Thay luôn. Thì cái hình ảnh của đất nước Việt Nam giờ phút này, để chính phủ không vào, chính quyền không vào, người dân nói cái gì nói ở ngoài, chờ ngoài họ đâu có làm. Họ đâu có làm. Thế thì cái hình tượng quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy. Một ngày quý vị đi sang nước ngoài, bộ trưởng bộ ngoại giao cắp cặp đi sang nước ngoài, cái hình tượng quý vị có được được nể trọng không? Có được nể trọng không? Không. Một cái sự việc như vậy quý vị không xử được. Mà cái đứa trẻ nó đói khổ, nó ăn cắp một con vịt thôi,
và bắt nó, đánh nó vào công an, rồi đập đá, đập nó có mười mấy tuổi, đập nó. Mà những kẻ cướp đất, cướp nhà, du vập người dân, làm quan chức, ăn tiền hối lộ, ăn tiền móc quặc, ăn tiền mấy trăm ngàn tỷ, tù, án treo. Vì có công. Lấy công chuộc tội. Cộng công bao nhiêu cái công. Cho nên bây giờ nói nhiều thì không phải là riêng mình tôi nói, mà cả thế giới này nói. Việt kiều hải ngoại người ta cũng biết. Rồi người ta nói viết bằng tiếng Anh Liên Xô người ta cũng biết rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy xem cái công việc ở Việt Nam làm như thế nào. Thế thôi. Chụp mũ những người như vậy quá đau đớn. Năm đứa trẻ bây giờ nó ở trong trong cái thiền am nó cũng sợ. Nó hình ảnh nó nhìn đến người lớn như vậy. Nó bị stress ngay, trầm cảm ngay từ nhỏ này. Mà nó đã là những đứa trẻ rất thông minh. Ở bên này là thông minh. Luôn luôn gợi ý cho nó để cái cách nó xử lý. Gợi ý cái cách nó làm thế nào. Không có chụp mũ làm cho nó sợ. Hoảng sợ. Mà Việt Nam dẫn ra một phái đoàn xuống. Hùng hùng hổ hổ xuống. Vậy mà Long An vẫn tỉnh bơ. Pháp luật cái gì? Một số một đất nước không có pháp luật. Đừng có nói là pháp luật lên cho người ta cười cho. Người dân trông chờ pháp luật mà pháp luật xử lý như thế nào? Chưa bao giờ mà cái vụ sự việc xảy ra biết bao nhiêu cái đơn kiện. Mà công an an ninh đứng lên trên trên tivi đài truyền hình tuyên nói ở trên đài truyền hình, cái hồ sơ là cái người A Nguyễn Văn A bị bà Nguyễn Văn B tố, chúng tôi đã làm tất cả mọi ngành hoàn toàn trong sạch, đấy là chỉ mức độ là hận thù nhau hay là cái gì đó để mà làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến cái dư luận xã hội xấu xa của đất nước, đứng lên nói đi, không nói, rồi cả trăm lá đơn cứ xếp hàng như vậy. Giải quyết cũng được, không làm được. Thì bây giờ người dân có tin không? Người dân nhìn vào pháp luật đi, có tin không? Không có pháp luật. Nói thẳng là như vậy. Nếu anh đã ra được cái pháp luật, anh phải trị theo pháp luật. Anh phải đi đúng cái pháp luật. Thì người dân người ta mới nể trọng một đất nước. Anh không xử lý những cái thành phần như vậy. Rồi anh biết bao nhiêu quan chức ngồi đó làm gì? Làm gì cho dân? Rồi Hàn Ni đưa đến những cái phản biện là cái cách như thế nào? Thì để chụp mũ mày là phản động. Rồi những người phản biện lại, mày là phản động. Việt Nam có bao nhiêu cái phản động? Thì Việt Nam phản động thì bây giờ đánh lại phản quốc đi. Quý vị nào bị nó chụp phản động á, đưa lên đánh lại phản quốc là con Nguyễn Văn Hằng nó phản quốc. Nó có người ở đằng sau lưng nó là Tàu Cộng chống lưng cho nó đó. Quý vị cứ thấy đi, rồi nó sẽ đến là một ngày rất gần đấy thôi. Không lâu đâu. Kinh rợn lắm quý vị ạ, chứ không phải là nó dám nó ngồi nó thay hết tất cả những quyền hành của pháp luật Việt Nam nó làm hết luôn. Thay hết. Không nề hà gì cả, không ai dám đụng vào nó. Thì quý vị đằng sau chủ tịch Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, rồi tất cả những cái phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc nằm ở đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nằm ở đó, con này đi đêm nằm ở đó, cho nên nó phản quốc, nó mới dám dám chụp mũ những người dân là phản động để nó quy chụp lại, để nó muốn dí người ta vào tù, giống như nó dí ba bốn cái thằng chồng nó vào tù, cái loại man dở. Cho nên là nhiều khi quý vị ạ, trong cuộc đời ạ, tôi nói thật, nó đều có một cái sự linh cảm, tâm linh, nó gọi là tâm linh. Trước cái ngày 49 ngày mà Phi Nhung mất, tôi có nhìn được cái show mà Phương Hằng ngồi trong nhà mát lạnh chuẩn bị mở nói thì một con ruồi rất lớn đậu vào mắt, đậu vào mồm, đuổi cỡ nào cũng không đi.
đuổi cỡ nào cũng không đi. Tay đuổi với mắt nó nhảy vào đây. Con ruồi rất là dạn dị. Thì quý vị biết, nếu quý vị và tâm linh, quý vị hiểu được. Đó, quý vị hiểu được. Đó là Phi Nhung về. Báo cho biết, đã báo cho Điềm biết. À, tao đang ở đây đây. Nó con này á, nó đâu có sợ ai, vì tôi nói cho quý vị là trên cuộc đời ta, Chúa ra đời thì có quỷ Satan, Phật ra đời thì có ma quỷ. Con này nó nằm hai cái trạng ma quỷ và quỷ Satan. Nó đánh lại. Nhưng mà người tốt trường tồn, kẻ xấu dập tắt rất nhanh. Quý vị cứ nghĩ đi. Nếu quý vị có tâm linh là quý vị hiểu được. Quý vị hiểu được. Cái thứ hai nữa là cái đời xa xưa rồi. Thời xa xưa là cách cũng khoảng độ chừng 40 năm về trước. Là tôi thấy con này năm nay nó 50 tuổi. Thì cái thời kỳ tôi ở Việt Nam là tôi biết là Việt Nam rất nhiều người họ buôn bán làm ăn lừa đảo, họ chơi ngải. Họ chơi ngải. Tôi còn nhìn đấy mà. Tôi nhìn những người bên hàng xóm nhà tôi. Tôi chơi với con gái ông đi học. Ông ở trên gác á. Ông trồng một cây ngải mà ông cứ phải là gà. Con gà con ông thảy vào đó. Là nuôi cái ngải đó, là con gà nó ăn cái ngải đó. Nếu quý vị ở Việt Nam ngày xưa, bây giờ tôi không biết là còn không. Ngày xưa là họ chơi như vậy. Là nuôi cái ngải đó bằng con gà. Gà còn sống nhá. Thảy vô đó cho nó ăn. Ngày hôm sau là chỉ còn lông thôi. Đó. Thì nó rất nhiều cái ngải. Đó. Ngải nói, ngải lừa, ngải yêu. Đủ loại ngải. Mà có thể là ngải bây giờ ngải nó phản lại, nó quật lại. Chơi ngải, biết bao nhiêu người chơi ngải, không có ai thành công được. Chỉ có là có thời gian thôi. Đó, thời gian nhất định, vài ba năm thôi. Rồi đấy, quá cái ngải đó là ngải nó quật lại. Vì đã chơi vào cái ngải đó là phải chơi đến cùng. Mà chơi nửa chừng là ngải nó quật. Tôi chỉ nghe nó ngay thôi. Mà tôi đã nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy vứt con gà vào đó là. Ngày hôm sau tôi mới hỏi là, ủa tại sao cái cây này nó ba nó nuôi cái cây này đó. Đó, lâu rồi, tới mấy chục năm rồi. Thì con này nó cũng phải học hỏi. Chuyên viên là chơi cái đó. Tôi chỉ đoán như vậy thôi, tôi chưa dám chắc chắn là nó có chơi hay không. Nhưng mà nó quật lại, nó ngồi, nó nói ra giả, nó khóc, nó cười, ha, 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 nó chửi như con vẹt. Thưa quý vị, đấy, nó có nhiều cái. Nó có ba cái yếu tố. Một là ngài. Hai nữa là thế gian. Thế gian đã nổi lên một người. Nó nằm trong vấn đề mà Chúa ra đời thì có quỷ Satan, Phật ra đời thì bắt đầu nó có quỷ, có ma, có quỷ. Cái việc cứ để ý mà coi. Tại sao nó ngồi nó nói bao nhiêu mà không có một cái gì? Rồi nó cứ bọng miệng nào, rồi bọng mắt nào, rồi bọng chân mày nào. Có thể quý vị không để ý đâu quý vị. Ô ở dơ thì mới có ruồi, mà cái loại ruồi bu. Nhưng mà quý vị về tâm linh, tôi nói về tâm linh. Cho nên sống ở đời, mình lấy cái nhân tâm, mình lấy nhân tâm mình làm. Nhưng mà tôi nhìn nó quá, con này không còn nhân tâm, không còn một nhân tính nữa. Nó không còn một nhân tính nữa. Tôi nói có thể một vài quý vị không ưa là tại sao tôi nói như vậy. Tại vì nó tự nhận nó là như vậy. Nó tự nhận nó là trên hết. Nó giải quyết hết. Nó làm hết. Công an cũng là nó làm. Nó truy ra những thành phần nào. Truy ra thành phần nào. Nó quyền nó quyết định. À, quyền nó quyết định. Tao phải cho mày vào tù. Đó là quyết định rồi. Tao vì dân đó là cái quyết định của chỉ có là chủ tịch nước thôi. Mới là vì dân. 97 triệu dân. Nó lấy tư cách gì? Vậy là nó muốn thay thế chủ tịch nước rồi. Tôi vu khống nhá. Tôi không vu khống như quý vị nhá. Đó là lời Nguyễn Phan Hằng nói nhá. 97 triệu dân là chỉ có chủ tịch nước mới đứng ra kêu gọi. Hỡi người dân Việt Nam, tôi là chủ tịch nước Việt Nam. Với đồng bào Việt Nam, 97 triệu dân, tôi thông báo cho quý vị là chúng ta là thế A, thế B, thế B.
không nói mà để cho con thằng nó đứng nó nói. Nó nói có phải là một ngày, hai ngày đâu. 9 tháng nay rồi, 9 tháng nay nó nói rồi. Rồi nó lên trên nó ngồi thay cho ông Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Xuân Phúc cho rồi đi. Tôi không phải tôi nói láo đâu quý vị. Con Hằng nó nói chứ không phải tôi nói nha. Quý vị đừng có chụp mũ nha. Con Hằng nó nói. Rồi Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm gì? Ngồi đó làm gì? Cho nó vào nó làm đi. Nó làm mà giúp được dân làm đi. À, bây giờ đây này. Trung Quốc nó sang này. Đảo biển nó cứ đứng rầm rừng rừ này. Tại sao Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump, chúng tôi muốn ông ấy làm Tổng thống. Đường sâu lắm quý vị ạ. Không phải cho nước Mỹ này đâu. Nước Mỹ này là người number one ở trên thế giới. Là đứng thứ nhất trên thế giới. Nhưng mà thằng Tàu Cộng nó muốn vượt mấy Mỹ để nó tìm đủ mọi cách. Ăn cắp tất cả những gọi là những cái kỹ năng của các nghề về về tất cả những cái gì mà làm ra của nó là điệp viên, nó ăn cắp tất cả, nó vào nó làm gián điệp, nó ăn cắp những cái sáng kiến của những người người ta làm ra một cái sáng kiến đó là quý vị biết bán bao nhiêu tiền không? Một cái sáng kiến của họ nó qua nó ăn cắp đó, nó ăn cắp thì nó cho vào đấy du học để làm gián điệp, đi làm rồi làm gián điệp cho Trung Quốc. Cho nên Trump đã đuổi cổ về, đóng cửa lãnh sự quán, đuổi cổ nó về, kể cả nhà băng đánh cửa. Đó là Trump làm. Tổng thống Trump làm, mà không những, nếu mà Tổng thống Donald Trump không làm thì không thể giúp đỡ được Việt Nam. Tại sao chúng tôi lại ủng hộ? Vì biển đảo Việt Nam, tàu trọng chỉ gồm mỗi Trung, mới Mỹ này thôi. Mà Mỹ là chỉ có ông Tổng thống Donald Trump mới làm thôi. Còn mấy ông kia đời Tổng thống là hơi đâu mà lo cho các nước. Cho nên chúng tôi ủng hộ đến cùng. Còn 4 ngày nữa là tôi đi rolling cho Tổng thống Trump. Tôi đã mua vé máy bay Houston. Tôi đã mua vé vào cửa để gặp Tổng thống Donald Trump. Cái rolling rất là đông. Ngày thứ 5 tới. Rồi là ngày tôi sẽ quay cho quý vị coi khi mà tôi đến. Cho nên chúng tôi ủng hộ nhiệt tình là cái đường đi đúng đắn chúng tôi làm. Chứ không phải tôi ngồi lên đây để tôi khoe khoang với quý vị hay nói năng khẩm. Đối quan điểm của tôi là khác. Quan điểm chính trị, quan điểm về dân. Người dân Việt Nam, quan điểm về dân của Mỹ. Chúng tôi ở Mỹ. Cái nào đúng, chúng tôi luôn luôn ủng hộ. Một đất nước, mình phải có chính kiến chứ. Sống một đất nước mình phải hiểu chứ. Chính trị của nó chứ, chính trị là cái gì? Quý vị không hiểu được cái chính trị là cái gì. Sống ở một đất nước phải có chính trị. Quý vị làm ăn cũng là chính trị. Dạ, xăng lên rồi thực phẩm xuống cũng làm về chính trị. À, chính trị đó, thu nhập, nhập khẩu, xuất nhập khẩu, nó là thuộc về chính trị. À, quý vị không hiểu, quý vị cứ nói, ô không dính vào chính trị. Cái đó là chính trị, người dân phải hiểu về chính trị. À, chúng ta không hiểu chính trị, chúng ta ngồi cứ giống ù cà cạc, chỉ đâu đánh đó thì biết đi làm thôi. Rồi quý vị không hiểu đất nước Việt Nam, đi ngoại giao các nước ở trên, trên thế giới này đã mang được gì về cho người dân, đó là chính trị. Đó là chính trị. Bây giờ tất cả trên thế giới này có liên minh để kìm hãm cái bọn tàu cộng, không cho nó bành trướng để nó làm những cái việc ác với những cái nước châu Á nhỏ bé như là nước Việt Nam. Thế phải cần có những người lãnh đạo giỏi trên thế giới này như là cựu Tổng thống Donald Trump thì mới dám nhờ được. Đó, quý vị thấy không? Hai lần, trong khi mà cái đợt mà Tổng thống Donald Trump á, hai lần có tàu US về Việt Nam. Hai lần. Là quý vị biết là tín hiệu rất tốt cho quý vị Việt Nam. Quý vị không hiểu được. Tại vì nước Mỹ mà giúp Việt Nam thì toàn thế giới liên minh giúp Việt Nam. Và nước Mỹ cắt cửa không liên minh với Việt Nam nữa là trên toàn thế giới nó cũng rút lui. Thế thì Việt Nam chơi với ai? Chơi mấy cái thằng mà cộng sản như là Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc à? Rồi đất nước Việt Nam như thế nào? Cho nên quý vị phải hiểu về chính trị. Tại vì đường biển là đường biển chung
của thế giới, không để cho một cái thằng tàu cộng nó chiếm. Khi nó chiếm được cái đó là quý vị biết không, tàu về đi qua là phải xin phép nó, đóng thuế cho nó, đường không đi qua đó là phải đóng cho nó, phải xin được ý kiến của nó. Nó nhiều lắm quý vị ạ. Mà đời con, đời cháu, đời chắt của quý vị mãi mãi phụ thuộc, lệ thuộc. Cho nên tôi nói để quý vị hiểu được. Nhiều khi nhát. Thế bây giờ con Phương Hằng nó nói tôi là bị dân. Nếu mà quý vị không, nó không, quý vị không cần đến nó, quý vị chỉ cần bấm lên này nhá, tôi phản đối nhá, không có tôi nhá. Quý vị live show lên, live stream lên, mọi người live stream, nhà nhà live stream, cả nước live stream, không đồng ý cái quan điểm con này nó gộp lại để nó nói. Quý vị đâu có yêu cầu nó đâu. Cái đó là quan điểm của quý vị mà quý vị không làm, quý vị chờ ai? Tại sao ở hải ngoại người ta có tiếng nói? Tại vì chúng tôi rất quan trọng là đến cái lời nói đó đến đến cho trên thế giới, đến cho những cái nào bất bất công của Việt Nam, cái bành trướng của Trung Cộng đến Việt Nam, chúng tôi đều phải nói. Tại sao chúng tôi nói? Đó là chúng tôi vẫn còn nghĩ về quê hương, đồng bào, dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng tôi phải nói những cái điều đó. Chứ không phải là ngồi lên mà bù lu bù loa mà chửi Việt Nam, chửi đất nước Việt Nam, chửi người dân Việt Nam, chửi những cái hành động mất dạy như con Nguyễn Văn Hằng đó cho người Việt Nam. Tôi không thèm nhìn đến nó. Nhưng mà nó ngồi nó nói, nó ngồi nó chửi Hàn đi đến cùng, tao đi đến cùng, tao giết mày đến cùng, giết tận, đuổi cùng. Những cái lời nó như vậy, nó ghê gớm. Một man dở, đó là man dở nhất. À, lúc nào cũng bị dân, dân ở chỗ nào. Dân cứ im, dân bảo, thôi kệ nó muốn nói gì kệ nó. Nhưng mà quan điểm của quý vị đấy, quý vị không bằng lòng là nó vơ đũa cả năm. Nó 97 người dân. Nó làm cái gì? 97 người dân. Thế thì ông Nguyễn Phước Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi bao nhiêu đảng, chính trị viên, bộ trưởng, tất cả mọi cái giờ đi đâu hết rồi. Mà để cho con Hằng này nó nhận ra nó làm như vậy. Rồi công ty một mình tao, tao chẳng cần luật sư, tao không cần công an, tao ngành chắc. Một mình tao dắt toàn bọn mà giang hồ xuống, muốn diệt ai thì diệt, muốn bắt ai thì bắt. Một cái đất nước là còn có phải là một đất nước không? Nó như cái hình ảnh có phải đất nước không? Nói ra thì mất lòng. Mà tức quá phải nói. Tao không nói được trên toàn thế giới, người ta ghi âm lại tất cả cái. Để làm cái hình ảnh như vậy. Thì quý vị nghĩ đi. Quý vị nghĩ đi, một ngày quý vị sang đây, chủ tịch nước quang đây, bộ trưởng quang đây, thì người dân ở đây người ta đón quý vị như thế nào? Quý vị có nghĩ cái hậu đó? Bao nhiêu năm nay rồi, người dân để cho người Việt Nam nó càng ngày càng đi lên, xây dựng đất nước, học hỏi ở các nước ngoài cho các con học hỏi về, truyền bá lại đất nước để làm những cái gì tốt đẹp hơn cho đất nước. Và bây giờ mầm mống nó xảy ra như vậy là cái mầm mống ở đâu? Ở đây người ta cho là phản cuộc, là nó bán nước Việt Nam, hình tượng xấu xa của một đất nước, của một dân tộc Việt Nam. Nó chụp mũ, nó đánh phản động, phản cuộc mới phản động. Thì quý vị thấy không? Tôi nói nó có bằng chứng, tôi nói phải theo cách nhìn của tôi và cái con này nó tuyên bố. Chứ không phải chúng tôi ở không ngồi nói ba cái chuyện tào lao. Cái đó nó thuộc về chính trị, chứ không phải về dân sự nữa. Ok, nói thì dài lắm, nhưng mà nói chung là chúng tôi bức xúc. Và bên chúng tôi này là rất bức xúc. Thế cho nên là chúng tôi luôn luôn ủng hộ những người nào mà làm tổng thống cho đất nước được người dân nể phục, đi đúng đường, chúng tôi ủng hộ đến cùng. Cho dù chúng tôi phải bỏ tiền vé máy bay, bỏ tiền ủng hộ, đóng góp ủng hộ để cho được tái đắc cử, chúng tôi luôn luôn đồng hành. Đó là quan điểm chính trị. Ok, thì nói chung đây là cũng chỉ là một lời nói để cho quý vị ở Việt Nam, người dân Việt Nam hãy nhìn thấy cái nào là đúng chúng ta làm, cái nào không đúng chúng ta không làm. Cái đó là sự thật. Nếu quý vị làm, quý vị không muốn là con này vơ vào 97 triệu dân, quý vị phản kháng. Trong nhà quý vị 5-6 người phản kháng, chúng tôi không đồng ý là vơ là 97 triệu người giúp cái gì, ở đâu, gửi cho ai, đến nhà ai. Chúng tôi không nhận được cái sự cứu giúp đó. Không vơ chúng tôi là vì 97 triệu dân, chúng tôi không bằng lòng. Mọi người đều phản kháng lại, người người phản kháng lại, toàn nước phản kháng lại. Thì
xem Trung ương Đảng vào nói chuyện với con này như thế nào, hoặc là làm việc cho ai. Thế quý vị biết thôi, cái đó là quan điểm này quý vị. Ok, thế chúc tất cả mọi người được vui vẻ, một ngày tốt đẹp, rồi thật nhiều sức khỏe, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Và chào tạm biệt, rồi gặp lại quý vị sau. Thank you, I love you guys, bye.